trao thầu dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh. Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu XL01 được trao cho liên danh công ty cổ phần tập đoàn Trường Thị Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn Công ty Cổ phần Xây dựng 368. Liên danh được trao gói thầu xây lắp XL02 được trao cho liên danh công ty cổ phần tập đoàn Trường Thị, Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đường sắt. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho hay, quá trình triển khai dự án, với vai trò là chủ đầu tư, đơn vị sẽ sát cánh cùng các nhà thầu kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thi công. Tuy nhiên, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị các nhà thầu phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như đảm bảo công tác an toàn giao thông trong quá trình thi công trên công trường. Đặc biệt, các nhà thầu phải thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, nghiêm cấm tuyệt đối các nhà thầu sử dụng thầu phụ trái quy định. Ông Vũ Minh Hoài khẳng định với kinh nghiệm và năng lực thực hiện nhiều dự án trong những năm qua đạt tiến độ và chất lượng tốt nhất, các nhà thầu sẽ dồn lực đưa dự án cán đích sớm nhất có thể. Gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn KM675-400, KM708-350 bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công có chiều dài gần 33 km, giá trị 3.361 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày 34 tháng. Phạm vi công việc chính của gói thầu gồm công trình giao thông đường bộ cấp 1, cầu đường bộ cấp 3. Gói thầu 12 thi công xây dựng đoạn KM708-350, KM740-884,83 bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công với chiều dài hơn 32,5 km, giá trị gói thầu 3.480 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày 34 tháng. Phạm vi công việc chính của gói thầu gồm công trình giao thông đường bộ cấp 1, cầu đường bộ cấp 2, cấp 3,